Rồi, chào tất cả anh em nha. Nay mình còn quay ngoại hình sơ lược mấy con bốn con bổi là của cái chuyến được rồi mình đi đánh ở Đắk Lắk. Đây là chim về mình đánh làm thường nay cũng hơn 2 tuần rồi nha anh em ơi. Chim thì ổn định, ăn uống bình thường, ok. Có về mình thường AV này có con thì nó thường chung có nó rù với nhau luôn nha anh em ơi. Trong này thì đây là hai con, một con thổ và một con thổ đồng đó anh em xem ngoại hình tham khảo. Cái con đeo khoen, có đeo khoen đó là con thổ nha anh em. Còn cái con mà mình rút cộng dây rút này, đây là con thổ đồng. Đây con thổ đồng, nhưng mà nó đồng nặng, nó chỉ pha thổ nhẹ thôi nha anh em. Còn con đeo khoen là con thổ. Đây, con đeo khoen này, con thổ, nhưng là con này là con thổ nặng nè. Thổ âm nặng. Chỉ pha nhẹ đồng thôi. Anh em có ưng thì alo trực tiếp Q69. Số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để sở hữu em nó để về nuôi chăm sóc chờ ngày chim nổi phát huy lên để thực hiện đam mê nha anh em. Cặp chim này thì mình đánh bình thường đây khá lâu rồi. Ăn uống thì đừng có nói chi mà thấy ăn uống ổn, ở trong AV mà nó gụ đánh lộn nhau, coi thấy không? Anh em coi nó gụ đánh lộn nhau mà lông lá còi cọc hết chân luôn. Nó gụ nhau nghe gần vậy. Chim này thì nói chung là mình đánh mà bị dính nhanh quá, có 3 phút mấy 4 phút vậy, nó xui nó gớt ngay giò đó anh em. Dính nhanh quá nên mình không có lên clip được. Rồi nên mình thường cái AV nè. Để chim ăn uống ổn rồi mình quay tổng hợp. Anh em nào ưng ngoại hình thì kết bạn Zalo, mình gửi clip để cho anh em thẩm coi ưng âm giọng hay nước chơi hay không, thì anh em đón mấy em nói về chăm sóc nha. Còn bên đây là con đồng, con này là con đồng nha, này là đồng rạc luôn á, đồng chuẩn âm nha anh em. Và một con đồng son đây. Còn bên đây là con đồng, con đeo khoen này là con đồng nha, đồng chuẩn nha, không pha không thổ không cấn gì hết, nó là chỉ đồng rạc ri. Còn con bên đây là con đồng son nè, đây là con đồng son đó. Chim thì nói chung là chim bắt đều có clip hết, nhưng mà clip nó không được dài rồi nên mình không có đăng lên kênh để chia sẻ cho anh em, với clip mà có 2-3 phút rồi đăng lên cũng đăng lên làm gì thôi, công mà mình không có đăng. Nói chung là chơi môn này mà lúc nào cũng phải có cái sự cố dính nhanh hết trơn anh em ơi, xui rồi. Rồi mời anh em vào xem nha. Lên lại cho anh em con đồng son của con mồi H69 thu phục. Chim này thì bữa hổm mình cũng có lên clip cho anh em xem tham khảo rồi. Mà ông có ông anh kia ông cũng đặt con hỏi, nhưng mà gửi vấn đề xe gửi xa quá rồi nên phải mất đi hai đoạn xe rồi nên mình không có thu hộ. Ổng thì không biết chuyển khoản, ổng mới kêu là thu hộ, nhưng mà đi hai đoạn xe thì không thu hộ được nên không chốt nha chim, không gửi được. Nhưng giờ còn nay mình lên clip lại cho anh em xem. Ưng thì đón em nói gì à, đồng son đây đó, hình ảnh chim đây. Con này thì cũng mồi H69 thu phục, nước xa của nó là con này là chim nó cũng có bài khá nha anh em. Còn nó dìa tàn trên đầu con mồi thì con này là nó có rước rất mạnh nha, dìa trên đầu H69 là rước rất mạnh. Giờ đây cũng là một cái clip cuối cùng của mồi H69. Bởi vì mồi H69 là nay là mình đã chia sẻ cho ông anh ở Tân Nguyên Bình Dương rồi.
chút xíu đây là đi gửi cho ảnh rồi, chút xíu đi gửi cho ảnh. Và mình từ đây trở lên là kênh Nguyên 69 là không còn là xuất hiện mồi H69 nữa nha anh em. Nó đã nói chung là chơi môn này mà anh em ưng thích thì cho dù cái con chim mà mình thương, mình thích hay là cỡ nào đi nữa thì đã nó chấp nhận chia sẻ, thì anh em ưng thích thì mình chia sẻ cho anh em để về trải nghiệm đam mê hết nha anh em ơi. Thành tích của con mồi H69 thì nó lập công cho mình, thì anh em vào kênh Q69 thì biết là thành tích nó lập công là rất nhiều nha, rất nhiều cho mình này. Giờ trong kênh mình thì cái clip và chiến trường của nó cũng rất khá nhiều. Nó là với con hổ KT là hầu như là bên kênh mình là nó và con hổ KT là một con tay mặt, con tay trái, là hai chiến tướng đắc lực của mình để thay đổi, để đi tác chiến. Mà giờ thì nhường cho ông anh ở Tân Nguyên Bình Dương. À, nay mình làm cái clip này để chia sẻ cái trận đấu của nó và con bổi cho anh em cần. Thì đón em Đồng Son này về, rồi mình một chút xíu mình sẽ quay một cái clip cuối cùng tóm tắt để làm kỷ niệm về mồi H69, rồi mình sẽ đi gửi cho về ông anh chủ nhân mới sở hữu. Rồi anh em cần bổi bảy đấu vào phần tiêu đề có số điện thoại Q69 hoặc là trên màn hình alo trực tiếp để mình trao đổi, để tìm được một con chim hay ưng ý để gì mà gọt mồi trải nghiệm đam mê nha anh em. Rồi mời anh em vào xem clip rừng của mồi H69 thu phục em Đồng Son này. Anh em ưng thì đón em nó nha. Rồi mời anh em vào xem clip rừng nha. Anh em lắng nghe chim nó về, nó đổ quần rồi rước trên tầng, bỏ rước trên tầng phải nói luôn nha anh em. Anh em lắng nghe kỹ chim ở nó về trên tầng trên động mọi rước nha anh em. Bye-bye.
Con bổi nó sợ ông ve chai bắt nó bỏ nó chạy về anh em ơi. Bye.